Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, thì sau đây chính là 5 cái yếu tố ăn mòn xương cốt một cách nhanh chóng, càng ăn càng dễ gây loãng xương. Hãy cùng xem đó là các loại thực phẩm nào và để chúng ta có thể hạn chế chúng trong các cái bữa ăn hàng ngày các cô bác anh chị nhé. Chúng ta đều biết rằng thức ăn chính của xương là canxi, việc bổ sung chúng một cách thường xuyên trong cái chế độ ăn uống là vô cùng cần thiết. Ngược lại, những cái loại thực phẩm sau đây thì lại là xếp vào cái danh sách đen. Khi mà chúng ta ăn vào bao nhiêu thì càng phá hủy xương nhanh chóng bấy nhiêu. Đầu tiên đó chính là các loại thực phẩm mà có lượng natri cao hay là cái lượng muối cao. Thực phẩm chứa lượng muối cao thì nó có cái vị mặn nhiều hơn so với bình thường. Và nếu như mà các cô bác chúng ta sử dụng vượt quá cái mức cho phép thì có thể dẫn tới nguy cơ làm tăng cái canxi trong nước tiểu. Nói theo một cái cách dễ hiểu hơn thì khi mà chúng ta ăn quá mặn thì sẽ làm cho cái canxi nó bị bài tiết và thất thoát nhanh qua đường nước tiểu, gây giảm sút cái lượng canxi được hấp thụ vào cơ thể, dẫn tới nguy cơ là các cô bác chúng ta bị loãng xương nó sẽ tăng lên. Vì vậy, cố gắng là chúng ta hãy lên ăn nhạt một chút và chúng ta giảm cái thói quen ăn những cái món ăn mà ngâm tẩm quá nhiều muối đi, đừng ăn quá cái lượng muối quy định. Bởi vì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì một người trưởng thành chúng ta chỉ nên tiêu thụ dưới 2000mg natri thôi, tương đương với là dưới 5g muối một ngày, tức là cỡ một thìa cà phê nhỏ, cái muối trắng ấy. Nhiều cô bác thì hỏi là nếu như mà tôi không dùng cái muối trắng, tôi dùng muối bột canh, dùng hạt nêm hay là dùng nước mắm thì sao? Thế thì ai mà chúng ta dùng bột canh thì mỗi ngày chúng ta sẽ không dùng quá 1,5 thìa cà phê bột canh. Còn nếu như mà ai chúng ta dùng cái hạt nêm thì chúng ta sẽ không nên dùng quá 2 thìa cà phê hạt nêm mỗi ngày. Còn đối với cái nước mắm ấy thì các cô bác chúng ta sẽ dùng là không quá tầm 5 thìa canh nước mắm mỗi ngày nhé. Thứ hai là những cái đồ ăn ngọt chứa lượng đường cao rồi nước ngọt có ga. Tất cả những cái loại thực phẩm này thì nó đều gây hại cho xương khớp của chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ, chúng phá hủy cái hàm răng rất là nhanh. Đặc biệt đó là ở trẻ em, đối tượng rất là thích ăn những cái loại đồ ngọt. Rất là nhiều các cái cuộc nghiên cứu thì đã chứng minh được rằng những cái đồ ngọt nó chứa cái lượng đường cao rồi nước ngọt có ga, nó đều có thể làm giảm mật độ của xương, làm yếu cái kết cấu của xương và gây loãng xương cho chúng ta nhanh chóng trong một khoảng thời gian chúng ta sử dụng. Thứ ba, uống quá nhiều rượu. Trong bất kỳ một cái tình huống nào, nếu như mà chúng ta uống nhiều rượu và các đồ uống có cồn nói chung ở một mức độ cao thì nó sẽ làm giảm cái việc mà hấp thu canxi, nó khiến cho cơ thể của chúng ta không đủ cái cơ hội để dung nạp đủ canxi nuôi dưỡng cho xương hàng ngày. Vì vậy xương của chúng ta cũng sẽ không được chắc khỏe và nó sẽ dễ loãng xương hơn. Thứ tư, đó là chế độ ăn chứa protein cao và carbohydrate thấp. Những ai mà chúng ta giữ cái thói quen ăn quá nhiều chất đạm, tức là những cái món ăn mà có cái tỷ lệ protein cao mà lại kèm theo việc đó là chúng ta bổ sung cái carbohydrate với mức độ thấp. Nếu như mà không kết hợp với thật là nhiều rau thì sẽ dễ làm tăng cái ketone body trong máu, do đó thì nó sẽ làm tăng cái khả năng chúng ta bị mất canxi. Thói quen ăn nhiều thịt, ít tinh bột, ít rau thì khi mà chúng ta duy trì như vậy trong thời gian dài, nó cũng sẽ thúc đẩy cho cái loãng xương nó diễn ra nhanh chóng hơn. Vì thế, lời khuyên chính là các cô bác chúng ta nên ăn uống cân bằng cái lượng chất đạm và tinh bột hàng ngày, kết hợp hài hòa với rau xanh và những cái củ quả tươi mỗi ngày. Thứ năm đó là ăn kiêng quá mức. Cái cách ăn uống mất cân bằng này thì đây chính là cái nguyên nhân mà gây ra thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Từ đó nó khiến cho xương của chúng ta bị ảnh hưởng, thiếu khả năng hấp thụ canxi và dài ngày như vậy thì nó sẽ rất có hại cho cái sức khỏe của xương khớp. Tóm lại, các cô bác chúng ta hãy làm sao tránh 5 cái loại thực phẩm và những cái thói quen mà dễ gây ra tình trạng loãng xương này nhé. Đầu tiên đó là những thực phẩm mà có chứa cái lượng natri cao hay là cái lượng muối cao ấy. Thứ hai là những đồ ăn ngọt chứa cái lượng đường cao rồi nước ngọt có ga. Thứ ba đó là uống quá nhiều rượu bia. Thứ tư đó là chế độ ăn chứa protein cao nhưng mà cái carbohydrate thấp. Và thứ năm đó là ăn kiêng quá mức. Để giúp cho xương của chúng ta chắc khỏe thì canxi nó là một cái thành phần vô cùng quan trọng và cần thiết. Nếu như mà các cô bác bị thiếu canxi nhiều thì nó dễ dẫn tới tình trạng đó là chúng ta hay bị loãng xương này, và nó cũng có thể làm cho chúng ta bị chuột rút, mất ngủ, tê bì chân tay rồi gãy xương nữa. Cái lượng canxi cần bổ sung khuyến cáo cho những cô bác ở trên 50 tuổi thì nó sẽ rơi vào cỡ là 1.000 cho tới 1.200mg canxi mỗi ngày. Tuy nhiên thì trong cái bữa ăn của người Việt chúng ta thì đa phần đó là chúng ta bị thiếu đi cái canxi. Chúng ta chỉ bổ sung được cỡ 1/2 cái nhu cầu canxi đó thôi. Và khi mà các cô bác chúng ta cao tuổi rồi thì cái việc mà chúng ta hấp thụ từ thức ăn nó cũng sẽ giảm đi. Vì vậy song song với cái việc chúng ta ăn uống hàng ngày thì các cô bác chúng ta có thể bổ sung thêm cái viên uống canxi hữu cơ được nhập khẩu chính hãng này của Mỹ. Nó sẽ giúp chúng ta cung cấp đủ cái lượng canxi cho cơ thể. Và khi mà cái canxi đủ rồi thì các cô bác sẽ không lo là chúng ta bị loãng xương nữa.
Và đây cũng là một cái dòng canxi hữu cơ, là khi mà các cô bác dùng ấy thì nó sẽ không gây nắng đọng, không gây táo bón, không gây sỏi thận như là cái dòng vô cơ. Ngoài ra thì trong cái viên canxi hữu cơ này thì nó còn bổ sung thêm là vitamin D3, vitamin K2 và cả magie nữa. Nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hấp thu cái canxi tốt hơn. Trong đó, cụ thể là cái vitamin D3 thì nó sẽ giúp tăng cái lượng canxi hấp thu qua thành ruột và đi vào bên trong máu. Vitamin K2 thì nó sẽ giúp canxi được đưa tới gần trúng đích tại các mô xương cho chúng ta. Còn cái magie thì nó sẽ tham gia vào quá trình là hình thành và tái tạo xương cho các cô bác. Khi mà chúng ta sử dụng đều đặn thì xương của các cô bác sẽ vô cùng chắc khỏe. Chúng ta sẽ không lo cái tình trạng là loãng xương, gãy xương, rồi các triệu chứng như là tê bì, chuột rút chân tay hay mất ngủ do cái việc thiếu canxi gây ra nữa. Cô bác anh chị nào mà chúng ta cần sử dụng thì có thể nhắn tin cho Dịch Sĩ Lam hoặc gọi điện qua số điện thoại đó là 0988 947 188 để được Dịch Sĩ Lam tư vấn cụ thể hơn về cách sử dụng, làm sao chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Dịch Sĩ Lam khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dịch Sĩ Lam ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dịch Sĩ Lam ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dịch Sĩ Lam ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.